Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin review chiếc đồng hồ Friso đúng không? Đây là một chiếc đồng hồ mà mua sữa được tặng kèm các bạn. Chiếc đồng hồ này khá hay. À, khi các bạn bấm đây, nó sáng đây, có một cái hình ô tô các bạn nhìn thấy không? À, hình ô tô thì con rất thích. Đặc biệt là khi mà mình chiếu lên cái bức tường to ấy, phóng lên tường to rất là hay. Đó. Đấy, nhìn các bạn thì nhìn nét không? Khi mình ấn vào đây này. Đấy, ấn vào đây thì nó sáng. À, đây là chiếc ô tô di chuyển. Đúng không ạ? Chơi với trẻ con rất là hay. À, đây là chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ Friso. Đấy, thời gian chạy thì cũng rất là chuẩn luôn. Mình chưa chỉnh lại. Đây, dây này có thể tháo ra được. Tháo ra và ấy được. Đó. Đây phần phần pin nữa. Đây phần lắp pin này. Đây xem đèn này. Giờ chỗ nào tối thì nó sẽ rõ hơn, chiếu bóng lên tường tắt điện đi thì sẽ rõ hơn. Đồng hồ Friso cho trẻ em, mua 2 lốc sữa được tặng kèm tại Big C Thăng Long. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.